Sweet. Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của Sweet. Hello. Please, please. Don't make me look terrible. Just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing. Chiến địch. Hạ địch xong nhận 2 trang bị à? Hay ho đấy. Heartbreak is one thing, my ego's another. I'm back, you don't embarrass me, motherfucker, no. Liêm. Anh Liêm à. Leo à. Bỏ tới anh em ơi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn sau chuyện thua. A few moments later. Hello anh em, đây là mình sau chuỗi thua. Mình có bạn Vera như này. Nói chung trận này cũng nhiều bạn đánh chuỗi thua nên là khá là uy tín anh em ơi. Không mất nhiều máu lắm. Game này chắc là lâu ấy. It's gonna be long damn game. Hiện tại mình không cần liềm nên là mình cũng đang hơi cân nhắc để mình đánh 82, 85. Sợ thua được thêm trận nữa thì ngon, nhưng mà chắc là không thua được thêm đâu anh em. Heartbreak when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego is another. I beg you don't embarrass me, motherfucker, no. Một cái liềm chắc mình đánh cung hoặc đánh thú hoặc gì đấy thôi. Một con Yon này. Thằng này Yon cũng được anh em ơi. Please, please, please. Gì vậy trời? Hai nội tại trùng nhau à? Hai đánh cung nhỉ? Đánh thắng luôn nhá anh em nhé. Ủa mày thắng luôn. Một con voi này. Please, please, please. Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego is another. Bet you don't embarrass me, motherfucker, no. Chơi thử cái này khác cho sao nhé. Sân quỷ. Phương bắt đáy à. Ok, floor xiên hồ phát này. Còn liềm cho floor này. Xiên đôi này, floor này. Please, please, don't prove them right. Lấy một tí mana nhé để anh em để còn chơi các thứ. Có nhiều thứ cần mana. Con voi này, 15 con Yon, 15 con voi. Trùng bài bạn này à. Hay là sao nhỉ? Cung nữa này, thợ săn quỷ nữa này. Heartbreak is one thing, my ego is another. I beg you don't embarrass me. My father. Bây giờ chốt bài đánh cung luôn thì có hơi sớm không nhỉ? Liều cũng được không em? Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego is another. I bet you don't embarrass me, motherfucker, no. Chốt luôn được anh em ơi. Nhìn chung cũng khá là uy tín rồi, thiếu 2 tên còn teo thôi. I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, ego is another. That you don't embarrass me.
The door. Speak my. I'm crazy. I feel alive. Break is one thing. Tại vì trong floor rồi đang hơi thiếu đam một tí nhé. Chết thương phát này. Thương bắt đáy. Hai thương bắt đáy. Ba thương bắt bên này, bốn thương bắt bên kia. Heartbreak is one thing, ego is another. But you don't embarrass me. Còn liêm. Chúc tôi ba. Kéo pha này chọn sai nền văn minh anh em ơi. Ba. Chưa chắc đâu. Đây là con Yon 2 là cũng ok đấy anh em ơi. Đây là con Yon 2 là uy tín liền. Cho con này vào, cho con voi vào nhé. Mình chắc bỏ thôi nhỉ. Just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing. My ego is another. Mình nghĩ có thủ vệ với cả có cái đồ 40 mana này, con voi mình sẽ ulti được này. Chắc là ulti được thôi anh em ơi. Nhầm Yon rồi. Please, please, please. I'm not sure I'm ready. Just did my makeup so nice. Ai mà đứng đây không? Phoenix à? Văn heo ngon hơn nhỉ? Mình thương bắt bên này thế. Ăn Yon mình chết. Yon mình ăn đam ở đâu ấy nhỉ? Chết nhanh ấy, 6 no man à. Rất thống khổ anh em ơi. Khổ thật, công nhận là khổ thật. Hai. Một liềm rồi nên mình sẽ chơi tạm này nhá. Tí nữa Yon sẽ không cần cái này đâu. Cái này mình sẽ ném cho nó khá rồi. Tí nữa Yon nó không cần cái tăng tốc đánh đâu. Yon này khá nhiều tốc đánh rồi. Tiếp tục lên thôi anh em ơi. Đúng là Yon 2 bị uy tín hơn. Phoenix à. Just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, but you know another. Tôi bắt đáy, mong bắt con Phoenix này, mong con Phoenix có một cái liềm này sẽ ulti được một phát. Nó ăn Yon mình. Phoenix nhiều đam phết nhỉ. Mình cho đổi con Phoenix không? Phoenix ở đấy gánh đam điên khùng luôn chứ. Yon ở đấy bị ăn mấy quả Noman bên này nhiều quá nhỉ, khả năng đều cho nó góc bên kia đi anh em ơi. Đi đặt thống khổ Noman nhiều quá, trận này chắc là mình sẽ bị dở rồi anh em ơi. Trận này khó đấy. Bây giờ ném đồ này sang cho con heo nhé. Con heo lại uy tín hơn. Fan heo đứng đây được nha em nhé.
But I just did my makeup so nice. Đòn mình khổ quá. Liềm một phát, ok. Thua 6, ok. Được cái là cái đầu game mình không mất nhiều máu lắm nên là dự là vẫn còn máu đến một tí nữa anh em ơi. Thua nốt vòng nữa đi. Thua nốt vòng này thôi nhá. Thua nhiều hơn nữa là cũng hơi giờ ấy. Bắt đầu nhiều na cót rồi, cho một con đứng cạnh này. Đứng đây đi. Don't bring me to tears. I just did my makeup so nice. Heartbreak. Rồi ôi, tranh đừng tranh cung nữa à? Nhiều cung tranh cung thế. Sao anh em ơi, chịu thua dài dằng dặc này, uy tín liền. Sau cung giờ, sau cung giờ. Don nhỉ. I will see my destiny to the end. Đóng đi con hàn 2 phát rồi mình sẽ lên 9 nhé. Cô lên 9 một tí nhé. Hay cứ eco lên 9 có tìm được cái Yon nhỉ. Để cho Phoenix còn hơn. Thôi tìm đi anh em ơi. Đây, ok. Chín vội nhá, chín vội nhá. Phoenix, con heo. Này tăng công vật lý đúng không? Thôi cho teo nhé. Đó, nhiều na cót giữa này. Ma lốc bắt đáy. Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Good break is one thing my ego. Ồ, con teo này dễ, bạn ấy đổi sang góc đáy bên bên góc của mình là mình cũng hơi khổ đấy. Ui, invoy. Có tìm quá. Tìm thành đồ được ngon. Còn có thợ săn quỷ với con cát nữa anh em ơi. Con cát không có đồ đây. Này ngon hơn anh em ơi. Không được. Để thánh đồ ở đấy cũng ok đấy nhưng mà. Đấy. Này ulti sớm sớm hơn tí. Này ulti nó ra đam không? Nếu mà cái này hiệu uống chiêu tăng 25%. Chắc tăng được nhiều nhỉ. Thử ném đấy cho voi lại, chưa ném đấy thử cho voi bao giờ không? Thế nè. Bạn này chưa đủ 6 cung này, mình sẽ ăn được bạn này. Ăn được không vậy? Ăn được, ăn được. Bây giờ mình phải vả các bạn đấy xong rồi mình lấy thêm đồ anh ấy. Lấy thêm sách thánh, lấy thêm cái giáp của mệnh các thứ nữa. Chỗ này là bị trùng bài này. Trùng bài đúng khổ. QC không cần. Vòng sau mình lên nhá, 34 máu chắc là sống một vòng nữa. Vòng sau mình lên, hay vòng sau nữa mình lên nhỉ. Xong nữa mình lên mà mình có tiền mình sẽ roll được tiếp con cát, tìm được tiếp Richter các thứ.
bây giờ Ron cũng không ra đúng không? Bắt buộc phải phải đi được hai bạn này. Nếu mà mình là người vào đấy thì càng tốt. Dòng thổi giữa, Victor thổi đáy nhá. Bạn này cứ để sang đây nhỉ, bạn này mà để góc con Malok này sang bên góc bên góc bên mình là bên hơi khổ đấy. Và mình phải đổi lại anh liền đấy. Đây, chính xác là bạn ấy luôn này. Malok xuống kia thì Von đi một phát là được. Ok. Heartbreak is one thing, my ego is another. Ui, trắng chuẩn thế. Ôi ôi. Ôi mày thế. Còn liềm vào đấy nữa. Nhưng mà không vả được bạn này, bạn này vả rồi này. Bạn này chưa bị vả, suýt bị vả. Bây giờ mình có hai lựa chọn rồi, mình lên luôn này. Mình luôn đi. Heartbreak is one thing, my ego is another. I bet you don't embarrass me, motherfucker, no. Bán voi đi, đủ tiền nhá. Tích tiền tí anh em ơi. Hai vòng tích tiền của mình đây. Cát này gặp nhon thì đấy, có quả thánh đồ này có khả năng chơi được bạn con cát này hơn này. Có khả năng chơi hơn thôi chứ không có khả năng hẳn thực sự chơi con cát này. Con cát này cứng lắm. Còn liền. Được rồi, tìm bạn cục quá. Nhưng mà quả đấy may mình lên 9 tướng hay không, quả đấy mình hơi dễ đi. Bạn này phải có người đi đấy. Rồi, trả tướng cho mình nhá. Mình đi tướng nhá, 13 con John anh em ơi. Gắng lên con John 3 phát. Ra có thể tăng sao đúng không? Gắng có 4 con John bị tranh bài. Mà lúc con góc đáy kia thôi, dòng thổi giữa thôi, dòng thổi giữa thôi. Cần con cát anh em ơi. Con cát cần con quy. Heartbreak is one thing, my ego's another. But you don't embarrass me, motherfucker, no. QC vào để chơi con này nhỉ. Ôi gì này bạn ơi. Đi rồi. Đi rồi anh em ơi. May còn mấy cái liềm. May đâu. Cũng chả may đâu anh em ơi. Cút đi, ok. Đi thì cũng không gọi là đi nhưng mà không được em ơi, quả này teo ulti luôn chẳng làm gì, mình cho Ritter vào thôi. Ai cho Ritter vào thôi. Quy 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 quy. Quên. Ờ, hai thương cần sách thánh. Cho vào được à? Thêm một tướng nữa, mình thêm con quy nhá.
Một đường thẳng đẹp quá này. Con cát vẫn chơi được ở dưới kìa. Con cát mình còn có voi nó miễn nhiễm khủng chế cho anh em ơi. Ui mà vẫn chết. Ôi gần được. Đi không? Một máu à? Lại một máu à? Ôi, một máu à? Heartbreak is one thing, my ego is another. I bet you don't embarrass me, motherfucker, no. Fuck rồi anh em ơi, fuck rồi đấy. Một con khác đi xuống đi anh em ơi. Con khác này vừa lại tanh cho mình. Bùng nổ cho con khác cho nó bùng nổ đi anh em ơi. Ôi thêm bắt tay. Chưa chắc đã thua. Con cát chết không? Con cát chưa chết. Còn con cát là còn sống anh em ơi. Con cát là còn sống. Fuck. Ma cái quả lại không chết thêm. Mình cũng chết thêm con đấy nhỉ. Còn nước còn ta à? Còn nước còn ta à? Không chích tên, trong chích tên. Muốn mua lắm nhỉ. Rồi mình gặp bạn thê đấy rồi này, hai thương hai bên kệ bạn ấy thôi. Rồng mình sẽ bế được con, bế được cái góc con rồng nó thổi nó sẽ lệch lệch một tí này. Na có chui vào đây à? Đây. Kia. Con cát tanh được cho mình. Ok nhảy một phát. Ui con hai bổ. Ba bổ. Sao có cái đéo ý này. Ui. Ma cái bài này cũng hay ấy nhở. Ma con cát bổ liên tục ạ. Ê nhưng mà bài đúng bài hay luôn ấy. Một bài hay luôn ấy. Thên xong rồi. Thên bổ liên tục. Xong rồi cầm 6 pháp sư ở đâu học học bài này nhá, học 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 hỏi tí nhá. Đúng không? 1 2 3 4 5 6. Cộng với Ilu nữa, cộng với Void, cộng với Foncat, cộng thêm. Ê bài này hay nhá anh em nhá. Học bài học bài học bài học bài. Bài kỳ kỳ lạ phết đấy. À không 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 phải kỳ đâu nhưng mà. Mỗi ngày một bài học mới. Bao của đấy thân thêm bổ mình không làm gì được luôn mà. Thêm sao còn Yon mình đỡ được anh em. Còn Void miễn nhiễm khống chế nữa. Được đấy bài này hay ấy. Tốn tướng 5 vàng phết. 1 này 2 này 3 này 4 này đúng cái con 4 tướng 5 vàng trước mình chơi này. 5 con tướng 5 vàng. Thì các pháp sư. Với cái này nó tất cả hồi 70% năng lượng. Thêm cứ bổ như điên. Hay. Bài hay đấy. Sẽ test thử nhá anh em nhé. Ok. Thôi mình nên kết thúc rồi. Nghĩ dị quá. Thế thôi mình nên kết thúc rồi. Anh thích cứ chuyển hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn để giúp mình phát triển kênh nhé. Okay, bye bye.